Vâng, xin chào các bác nhá. Đây, trước mắt các bạn đây là cái tấm lưới vét cá loại vét dù. Đấy, thì em vừa mới thiết kế xong để chuẩn bị mang đi giao cho khách. Đấy, bác khách đây yêu cầu. Đấy, chiều dài của nó là 80m, cao 3m, có túi dài 10m nha các bác nhá. Đấy, thì cái hàng này thì không còn xa lạ với các bác rồi. Đấy, em có giới thiệu ở trong rất nhiều các cái video của em về cái mắt lưới và cái chất liệu lưới. Đây, cái hàng này là dù Thái Lan nha các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy ạ. Đấy, tay em vừa mới đập chỉ xong nên có hơi đen tí. Đấy, thì cái sợi dù đây. Đấy, các bác thấy ạ, sợi dù Thái Lan nhá. Rất là bóng, rất là mịn. Đấy, không bị xù, không bị số, mắt rất là đẹp. Thì cái tấm này là dài 80m nha các bác nhá. Đấy, rất là to. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất là nhiều. Dài 80m. Đấy, sợi dù em dùng rất là to nha. Sợi dù kéo em dùng rất là to. Đấy, và chiều cao của nó là 3m. Đấy, chiều cao của nó là 3m. Đây là chân chì của nó. Đây, em có cho các bác xem là cái chân chì. Đây, chì em đập đây. Đấy, chân chì dây rất là to. Đấy, chân chì đây. Đấy, khoảng cách ở túi thì cũng rất là mau. Cũng giống như tất cả những cái loại những cái tấm lưới vét dù mà em đã giới thiệu. Đấy, và em đã bán cho các bác. Đấy, các bác yên tâm về chất lượng của bên xưởng của em nha. Đấy, bao nhiêu kích thước như thế nào cứ liên hệ em thiết kế được hết nha. Đấy, nhìn các bác có thể nhìn thấy là cái mẫu mã của em, nhà em làm rất là đẹp nha. Đấy, chỉ rất là to nè, rất là dày nè, dây dưới rất là to, thì bao chìm cho các bác luôn. Đấy, hàng kéo cực kỳ đầm, lưới là một khổ lưới rất là đều, là một tấm nguyên bản. Đấy, một tấm nguyên bản nha các bác nha, rất là đều, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì tấm này dài 80m, còn cái túi của nó đây các bác này. Đấy, túi dài 10m nhé các bác nhé. Đấy, rất là dài. Để em cho các bác xem về cái túi của nó, rất là dài và rộng. Đây, ở đây thì em không thể răng được hết, nhưng mà nó rất là nhiều. Đấy, đúng túi chuẩn dài 10m, rất là rộng. Đấy, bao chứa cá luôn, các bác chứa bao nhiêu cá thoải mái. Cái mắt lưới ở đây thì là mắt 3,5 phân. Mắt lưới 3,5 phân là đốt đây, đốt ngón tay cái nha các bác nha. Đấy, đốt lọt ngón tay cái, mắt 3,5 phân. Đấy, rất là đẹp nha. Thì các bác muốn kích thước như nào, đặt lưới như nào thì cứ liên hệ em. Đấy, em thiết kế tất cả mọi tấm lưới. Đấy, ngoài ra còn có loại cước các loại. Đấy, và loại dù mắt như nào hay là kích thước làm sao cứ liên hệ em nhé. Vâng, cảm ơn các bác xem video ạ.